បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកវីដេអូមេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹង Microsoft Office 2010 Microsoft Office 2010 ខ្ញុំបាននឹងកំពុងតែធ្វើមេរៀន Excel 2010 នៅថ្ងៃនេះលើកយករូបមន្តនៃអនុគមយកមកអនុវត្តទៅលើការងារតាក់ទងជាមួយនឹង Excel ຈັ່ງແຕ່ຕ້ອງជាមួយនឹងອະນະກົມເບຊິກນີ້ຟັງຊັນເວົ້າຄືເວດບາດເບຊິກຟັງຊັນມີຮູບມົນຈິດຈານໃນក្នុងນີ້ຊິມັດຊຸມຊິມູລຖານລູກແນ່ຖືມືຕະເລຮູບມົນຊໍາເອບຣິກປໍດາກໃຫ້ជាមួយនឹងຄາວໃນຈະດາມຈັ່ງແຕ່ຕ້ອງជាមួយនឹងອະນະກົມຊິມູລຖານນີ້ລູກແນ່ຖືຕາຍຍົນຖ້າຖືກັນນີ້ຢ່າງໂດຍມະດິດຈັ່ງໃນក្នុងນີ້ແຕ່ຕ້ອງជាមួយនឹងຊໍາພິທາສັນຍາສະມາຄືສໍາໄດ້ຕ
Excel kẹn nì chập đàn kẹn nì hãy đã ăn được cùng sắm ăn được cùng sắm thì tụi tôi dành hai tháng rồi một sắm ấy cho mỗi nâng achievement nâng cứ dùng tài cho lỡ chủng luôn là cái nông xe tại dương tại cu tại bột vì xe muối tại xe muối đòi dạng nào được gọi vì xe nát đọc xe nào chẳng dành thật đăng cho trong dòng này đi count average nhân đôi khi á chỉ tụi tôi nhóm xung xung khai để tôi trong dòng này đi chỗ tập nông dòng này ăn bỏ tay mà đó ba chỗ tập nông ca ăn bỏ tập nông Excel để dùng thằng miến hay nhóm đừng ăn bỏ bằng hai vì lúc này tại tôi cho mình đang rụp bầm môn hay rụp bầm môn đang ăn nó cứ miến chỉ tràn tại tôi cho mình rụp bầm môn này này hiện đại mà thôi, rụp môn này tạ ca, rụp môn này ắt bát này miền, ắt bát miền tây, miền trà, miền clean, miền cold, miền ấy chẳng tử, mùi tiết rụp môn ta lỡ đẹp, ca bà lại chạy miền rụp môn này anh cùng ca bà lại chạy này đẹp và du đế đế bảy rồi hốc, y đẹp này, y mắn, y ổ mắn, hour minute ấy năng, hay mùi tiết tạ tông cho mùi năng rụp môn mặt miền này ạ xin ạ cột miền ấy cột bên cột hay miền rụp môn chỉ tràn tiền để tạo tông cho mình thể tệ này every thể tệ kẻ này tạo lời chỉ khỏe confident correl correl count counta count if nhưng sẽ tạo chia rụp môn để dừng prà còn ta dừng mình chậm bạch ở miền chúng này đang tăng strong được trong cả prapra từ lời rụp môn môi môi nite ở vậy đây là quan trọng phát triển đang bị lệ cái nạn này basic cho môi nắng dương à cái này địa bán được prapra được trong cả nghề cà ria lại trong cả nghề trong cà ria lại để dương à prapra bán chỉ tụt tới miền là sam every kind if chỉ tụt tới trong nẹt đại prapra từ lời này sẽ thể tệ được cái này ấy quạt thử sát xa bản time từ lời này statistic nite này ăn cơm sắm lắp statistical ăn cơm sắm lắp engineer ăn cơm sắm lắp thuê chỉ cúp information này xem xét nên sẽ tài chỉ ăn cơm là rụp một môn đại dương do một prà nằm bay cạn nia từ lứa chụp nuôn nỉ mũi tam nay nâng tam chụp liền chắc chắn ai prà bàn group chụp liền sắm lắp excel nâng trong cả group trong tình hình này nâng cả cạn nia ấy sẽ mẹp chôm mà dương bên dương nằm bay cạn nia từ lời chụp nội ní chụp nội từ lời sắm dương miền auto sắm miền average miền count miền max hay miền insert function nhé dương ai bằng hang như rồi dương ai insert tam lại cái này cả bên chia lời clear phần bản shortcut nữa formula tape nhé new tape insert tape same same sau đó video Merin muốn các nhóm bạn lấy bằng hai pi k kèm nghĩa từ lời formula từ rụp bằng muốn bốc hay giờ bốc mùi mùi rồi hồ đi tạm rụp bằng muốn cho one or two bốc cell tên là này pi cell đập mùi cell đập pi e đập pi e đập bay e đập bốn nên ta được lột đã e đập bằng bay nè cứ giờ bốc rồi hồ nên chỉ tên là này để giờ ta bốc chắc ngay cho bản thân chỉ tên là này rob roy rồi còn dùng cùi bột nắng vì miền lẹ cái nào mỗi miền cao lủng bả chẳng ở vậy để sầm khánh cứ dùng từ pra function pra ăn cùng bột chẳng để dùng sầm mang pra khmai tha hai tha rụp một sam rụp một khao này
chỉ tôi tới từ bàn chai chỉ pì bột đỏ con chai những cái hai tháng rụp một hai tháng formula lệ tha formula ta nó pì để dân prao chỉ lẹ cái này sum count eric những cái hai tháng chỉ ăn cùng chứng ăn cùng bản tái khi mà dân phía trán rồi có nhà sạc xa chỉ trán để quạt prá cứ vào rụp một biệt thà rụp một nó nằm bây giờ móc cạn nia và chẳng để dân prá cạn nia cạn nia ta lơ cả lòng mùi mũi miên ca lòng bạc chẳng dân thầy phải ăn cùng là ngay được chứ nế dân thầy mơ tam đàn tăng ọc nia khi nhóm prá rụp một xăm ta lơ ស្មើសពាក្យវាយសញ្ញាស្មើមានន័យថាបញ្ជាឲ្យវាកណនីបញ្ជាឲ្យ Excel កណនីឲ្យយើងអញ្ចឹងកណនីទៅលើអីសាំហើយបិទរង្វង់ចោលពីចំនួនណាទៅដល់ចំនួនណាអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លាច់ពីចំនួននេះនៃ ឬក៏យើងប្រើតាមវិធីសាស្ត្រមួយទៀតដែលយើងដាក់សញ្ញាយើងចុចលើចំណុចនឹងហើយយើងចុចហ្វមូឡាហើយយកអូតូសាំយកពាក្យសាំសាំពីចំណុចណាដល់ចំណុចណាសាំពីអឺ16អឺ16រហូតដល់អឺ18នេះដូចគ្នាណា វិធីសាស្ត្រប្រើតាមវិធីសាស្ត្រអញ្ចឹងក៏បានហើយមួយទៀតនិយាយពីរូបមន្តខោនវិញបាទនិយាយពីរូបមន្តខោនខ្ញុំខោនពីចំណុចនេះតែម្ដងអញ្ចឹងចុចស្មើហើយវាយពាក្យខោនខោនរង្វង់កញ្ចក់វល់យូរ1រហូតដល់សិលិចពីចំណុចនេះមកហើយចុចបិទរង្វង់កញ្ចក់មកវិញ enter បាទចំណុចបន្ទាប់តកតងជាមួយនឹងរូបមន្តអេវរេចអញ្ចឹងចុចសញ្ញាស្មើវាយវាយពី ទូទៅ average គិតជាមធ្យមស្មើចំនួនហ្នឹងចំនួនប្រហែលនេះ bảy cái tổng này cái loại cái biệt bảy cái tổng này tới rồi tia ram và mỗi cái tổng nó nơi tại chân đáy nữa ớt cục bị xa tới bắt buộc đo chung lại này này chẳng xám rồi hồ tự đo đọc bằng bầy này ok chụp vào mặt xéo โอเคជាការស្រាច់សម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៃវីដេអូមេរៀនតកតងជាមួយនឹង function ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់អនុគមជាមូលដ្ឋានក្នុងការកណនាទៅលើក្នុង Excel អញ្ចឹងលោកអ្នកអាចតាមដានជាបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងវីដេអូមេរៀននៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេច ចុច subscribe ទៅនឹង channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាទសូមអរគុណ